Em xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom ô tô cũ Topca, địa chỉ 89 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội. Và hôm nay em xin phép lên sóng báo giá, giới thiệu cho quý anh chị những sản phẩm mà hiện tại về showroom đang chào bán cho quý anh chị. Chiếc đầu tiên thì em muốn giới thiệu với quý anh chị đây là chiếc Range Rover Evoque bản Dynamic sản xuất năm 2011. Hiện tại showroom em đang chào bán chiếc xe này là ngoài 1 tỷ mốt một chút ạ. Quý anh chị thiện chí mẫu xe được alo trực tiếp cho em. Mọi chiếc xe bên em bán ra đều cam kết với quý anh chị là xe không có tai nạn, không ngập nước. Động cơ, hộp số là nguyên zin nguyên bản và hỗ trợ trỏ góc cao quý anh chị. Ở chiếc thứ hai muốn giới thiệu với quý anh chị đây là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 Turbo sản xuất năm 2020. Xe đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, xe chạy hơn 2 vạn. Và showroom bên đang chào bán chiếc xe này là 935 triệu còn mức lượng. Chiếc thứ ba này muốn giới thiệu với quý anh chị đây là một chiếc Hyundai Santa Fe. Máy xăng bản full, xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Bên showroom em hiện tại đang chào bán chiếc xe 835 triệu còn thương lượng. Xe chạy được hơn 6 vạn km. Tiếp theo thì em muốn giới thiệu với quý chị đây là một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng sản xuất năm 2020. Xe đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, xe chạy hơn 1 vạn km và hiện tại bên showroom em chào bán chiếc xe là 1 tỷ 135 triệu. Tiếp theo thì em muốn giới thiệu quý chị đây là một chiếc Porsche Cayenne sản xuất năm 2014, xe đăng ký tên tư nhân biển thành phố. Hiện tại mình showroom em chào bán chiếc xe này là 2 tỷ 650 triệu. Đây là một đôi Carnival sản xuất năm 2022, xe đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, xe chạy được mấy nghìn km và hiện tại bên showroom em chào bán chiếc xe này là 1 tỷ 379 triệu còn thương lượng. Tiếp theo thì em muốn giới thiệu quý anh chị đây là một chiếc Hyundai Tucson sản xuất năm 2020, xe đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, phiên bản đặc biệt, bản 2.0 đặc biệt và hiện tại bên showroom em chào bán chiếc xe này là 890 triệu. Đi vào sâu bên trong xin giới thiệu quý anh chị đây là một chiếc VinFast Lux SA sản xuất năm 2022, xe đăng ký tên tư nhân biển tỉnh và hiện tại với showroom em chào bán chiếc xe này là 1 tỷ 250 triệu còn thương lượng. Tiếp theo thì em muốn giới thiệu với quý anh chị đây là một chiếc BMW X4 xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, sản xuất năm 2017 và hiện tại với showroom em chào bán chiếc xe này là hay quanh ở 2 tỷ đồng ạ. Đây là một chiếc E250 sản xuất năm 2018, xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc này thì hiện tại thì bên em đang đặt cọc chờ làm ngân hàng cho khách ạ. Đấy. Vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua một vòng tất cả các sản phẩm mà hiện tại bên showroom đang chào bán cho quý anh chị. Quý anh chị thiện chí mẫu xe nào cứ alo trực tiếp cho em sẽ gửi video chi tiết hơn cho quý anh chị. Thì mọi chiếc xe bên em bán ra đều có cam kết với quý anh chị là xe không có tai nạn, không ngập nước. Mọi thông tin thông số là chuẩn chỉ 100%. Em xin kính chào quý anh chị ạ.